Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ của kênh Nấm Mỡ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Anh Đom Đóm của tác giả Võ Quảng. Chúng mình hãy cùng nhau theo chân anh Đom Đóm để xem cảnh vật của làng quê Việt Nam vào ban đêm đẹp đẽ như thế nào các bé nhé. Bài thơ Anh Đom Đóm. Mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đóm chuyên cần lên đèn đi gác. Theo làn gió mát, đóm đi rất êm, đi suốt một đêm lo cho người ngủ. Tiếng chị cò bợ du hỡi hỡi bé tôi ơi, ngủ cho ngon giấc. Ngoài sông thím vạc lặng lẽ mò tôm, bên cạnh sao hôm long lanh đáy nước. Từng bước vùng ngọn đèn lồng, anh đóm quay vòng như sao bừng nở. Gà đâu rộn dịp, gáy sáng đằng đông. Tắt ngọn đèn lồng, đóm lui về nghỉ. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe chị đọc bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Anh Đom Đóm. Mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đóm chuyên cần lên đèn đi gác. Theo làn gió mát, đóm đi rất êm, đi suốt một đêm lo cho người ngủ. Tiếng chị cò bợ du hỡi hỡi bé tôi ơi, ngủ cho ngon giấc. Ngoài sông thím vạc lặng lẽ mò tôm, bên cạnh sao hôm long lanh đáy nước. Từng bước vùng ngọn đèn lồng, anh đóm quay vòng như sao bừng nở. Gà đâu rộn dịp, gáy sáng đằng đông. Tắt ngọn đèn lồng, đóm lui về nghỉ. Bài thơ Anh Đom Đóm đến đây là hết rồi. Chỉ cần lắng nghe bài thơ là chúng mình cũng có thể tưởng tượng ra cảnh vật vô cùng đẹp đẽ vào ban đêm đúng không nào? Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị nhé. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt tất cả các bé.